Hello anh em. Thì sau một ngày anh em kêu Tú thì một chiếc xì bo. Thì bữa nay Tú đã kiếm và mượn được một chiếc xì bo rồi anh em. Nói chung là chiếc xe này thì nó không có tập trung vào cái phần nội công, nó chỉ là dọn ra cái styling thôi. Thì cái phần nội công chỉ làm cho nó nhẹ xe thôi anh em, là xăng gió lửa. Thì để bây giờ Tú quay sơ một vòng cho anh em coi chiếc xe này ha. Nói chung là anh em cho anh em thông cảm cho Tú một cái là anh em biết sao không? Bề ngoài thôi. Tại vì hiện tại nhà của chủ xe thì ngay giống như là ngay ngã tư thị trấn, cái chỗ này rất là đông người anh em. Thì với lại ở đây mà đi ra được một cái chỗ mà để chống mà vắng thì nó rất là khó. Nên nếu mà có điều hơi ồn thì anh em thông cảm cho Tú nha. Cái câu nói quyền thợ rồi, ngàn lời em nói không bằng làn khói xì bo. Đây xì bo. Nói chung thì theo Tú biết thì chiếc xe này nó lớn tuổi hơn Tú nữa, 5900 mấy gì không biết mà mượn thôi. Nói chung là mấy cái vấn đề về cũng như là năm sản xuất này kia các kiểu thì Tú không có muốn tìm hiểu sâu, tại vì cái đó là chuyện riêng tư của người ta, mua khi nào thì hay giá cả sao Tú cũng không muốn hỏi, tại đó là chuyện riêng tư anh em. Thì chủ yếu là Tú mượn để Tú quay clip cho anh em coi thoải mái hửi khói chơi thôi. Thì cái rồi đây nè tính không. Thì chiếc này là bo 99, bo 99 là năm 1999 đó anh em. Là năm nay là nhiêu ta, 21 tuổi phải không Tân? Thì Tân 2K 18. Ủa 20, 2K là 20, còn 99 là 21. Đúng rồi, 21 tuổi nha anh em, 21 tuổi. Rồi, thì đây là cái logo RGV, thương hiệu. Rồi, nói chung là xe này ở ngoài thì không có gì cho xuống hàng chân nha anh em. Thì xe này là chủ xe dọn theo cái style là zin, nên không có dọn ốc, ác hay là heo, đồ chơi gì, đĩa gì cho nó màu mè, nên chỉ là zin thôi anh em. Với đi bánh căm thì cặp niền Tân Lan nè, căm nè, anh em thấy căm không, căm nó ngã qua cái màu này là anh em biết rồi, chứ không có như mấy cái căm mà căm đồ chơi của anh em chơi mà nó màu sáng đẹp như vậy đâu. Ba này là đồ gì ta, giá trị nhân văn. Rồi thì quay vô đây cái tứ để lấy cái đèn chụp vô đây, cái quay vô trong cái lồng nè tứ. Quay cục mobin MST nè, thấy không? Ok anh em ơi, thì hiện tại thì cái cục mobin MST nó nằm tuốt ở trong nè. Thì Tú chỉ quay sơ vậy thôi, anh em nào thấy thì thấy, không thấy thì cũng bó tay luôn nha. Đó, mobin MST. Thì nãy cũng như Tú nói rồi đó, là xe này vô bô gió lửa đi cho nhẹ xe thôi. Biết nào làm có tiền mua chiếc về chạy tới cũng sắp rồi đó. Sắp rồi hả? Ừ. Cái gì ta, người ta nói cái câu nói gì chưa qua 4:30 chưa biết ai vào ngay đúng không? Giờ này 5 giờ rồi. Chưa. Giờ đi Hà Nội, giờ đi Hà Nội kịp. Đúng rồi, giờ đi Hà Nội kịp. Ok anh em ơi, thì xe này đồng hồ 2 kim. Đây. Thì nói chung là có loại 3 kim nữa, mà loại 3 kim đời mấy thì tôi không biết, mà cũng đời này có 2 kim thôi nè. Cái loại ba kim này nó có thêm cái tua máy. Rồi thì xe này thì đổ máy anh em nghe chơi ha. Rồi cái này thì nhẹ lắm, nhiều khi sáng mà đậu xe vậy cái con ruồi đậu lên tay rớt đi, rớt xuống đổ máy cũng có nữa, đó là nó chơi á chứ không có con ruồi. Quên
chân của dòng hai thầy nó vậy anh em. Trời sao ta, bon 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 bon, nghe đã, nghe rất là giòn luôn. Nếu mà nếu mà gặp Tú mà có chiếc xe này á thì Tú sẽ lên gì ta, lên cái bô tăng AXM anh em, lên cái lon tăng với cái bụng thòng á, đặng đi phá làng nó mới đã, chứ cái này nó còn hơi im nha. Đẹp chơi mấy cái nha. Ok anh em ơi, thì nói chung là chiều theo ý của anh em thôi, thì Tú sẽ kiếm chiếc Sibo Tú quay cho anh em coi rồi đó. Tại vì phải Sibo kẽn thì review nhiều được chơi, còn Sibo này gin nên không có được chơi, thì demo sơ sơ cho anh em coi với test cho anh em nghe thôi. Ok anh em ơi, thì hồi nãy chủ xe có chia sẻ với Tú một số kinh nghiệm về cái dòng hai thầy, thì đây là cái dòng nhớt mà chủ xe đang chơi nè anh em. Đây 2T là hai thầy nè. Thì Tú thì nào giờ thì Tú ít có chơi mấy cái dòng này lắm, nên Tú không có rành về cái vụ nhớt. Tại vì hồi đó Tú có chiếc Sibo mà thuộc dạng là ráp thôi anh em, chứ cũng được như xe này đâu. Ráp thì anh em biết rồi, nó không nhiêu tiền đâu, rẻ mười mấy triệu chiếc à. Chạy bèn bèn chơi cho gì gọi là đi lấy le á. Chiếc xe ráp là chủ yếu chạy lấy le, mà gặp công an một cái thì coi như là chạy bắn khối là có thiệt. Bình thường á là anh em thấy rồi, người ta ở ngoài thị trường người ta có bán cái loại mà nhớt xanh xanh đó anh em biết không, cái nhớt là nhớt thơm mà người ta nói là nhớt Thái á. Thì chủ xe có nói với Tú á là cái dòng nhớt đó là đi không có tốt nha, tại vì trong cái nhớt nó có phụ gia tạo mùi gì á không biết, nó giống như là mình xức dầu thơm vậy á, chạy nó mới thơm. Còn như cái dòng nhớt này nè, dòng nhớt này chủ xe đang đi là nó không có thơm nha anh em. Đúng rồi, nó hôi hôi luôn Tấn, hủi thứ rồi đúng không, hôi hôi chứ thường luôn. Mà cái bình nhớt xanh đó, bình nhớt xanh như đợt trước Tú có quay chiếc da dách thì anh em biết rồi, nó thơm phức luôn. Nhưng mà thì cái diện vậy, mặt ngọt thì chết rồi, mà thơm quá thì nó hại xe vậy thôi. Nên chủ xe quyết định là chiếc xe giá trị, thì xe này bây giờ nghe phong phanh thì giá nó nằm khoảng 170-180 gì đó nè, chính xác thì Tú không biết, nhưng mà nghe phong phanh vậy thôi, thì chuyện giá cả của người ta nữa. Thì đây là chiếc su xì khói, thì bây giờ Tú sẽ dẫn anh em vô coi một chiếc su nữa, mà chiếc này là su đầu vé nha. Ok anh em ơi, thì sẵn thì Tú mượn luôn chiếc cũng dòng su luôn, Suzuki luôn, nên Tú sẽ quay sương sương, tại vì đang ở trong nhà nó hơi tối. Rồi đây à, đây có cái bảng tên nè anh em thấy không. Rồi cái mâm này cũng công nghệ đó nha. Chỗ hồng chỗ đen là thấy cũng công nghệ rồi đó. Thầy không biết đi theo cái đoàn cá lương nào nữa đây, không biết nè. Rồi thì vô đây đi, tập trung vô phần nội công đi. Xe này nội công thì nhiều nè. Đây anh em, bông mai thái đi Boe KN đó. Thì chiếc xe này là tên nó là Acelo nha anh em. Acelo thì gì ta, đọc sương sương thì theo cái kiểu là isolo không á, bung ra chạy. Đây bô STB có tiêu nha, tiêu này chắc 22-25 hả. Ủa cũng dữ ta. Đây bô STB có tiêu luôn, cổ này cổ gì ta, ôi cổ này cũng công nghệ dữ nha, gắn ngược người ta luôn nha. Đặt theo ý mình chứ không phải, thường thường tôi thấy nó dãnh lên mà. Tại vì nó cái giò gà đó, Tú nó không quá mà dãnh lên, nó đụng giò gà cái bông nó bị cầm xuống. Cái dòng này nó cũng khó chịu ha. Rồi Ford Racing Boy là so xanh. Đẹp ha. Nhìn sơ sơ cũng đẹp. Nè quay đây mới thấy được cái bình bông nè. Đó, quay vậy mới thấy bình bông. Này cục máy này nhìn hầm hố quá nè. Đó, ở dưới đây nó có tên lửa nữa nè, nó gắn tên lửa đang chạy cho lẹ hay gì nè.
Ok anh em ơi, thì xe này phần nội công thì 58 Touring. Touring là xe để dành cho đi phượt, phượt thủ. Thì lửa bọng thì IC đồ gì thì không biết, họ khỏi nói luôn. Đây. Xe này có nhiều chức năng lắm. Đi chợ được luôn. Đó, đi chợ đựng đồ ăn đây được luôn. Đi tour, đi chơi, đi học, đi gì cũng được hết. Tại vì có xe mà, xe muốn đi đâu đi à. Ok anh em ơi, giờ test máy cho anh em nghe chơi cái nha. Xe mà nạt nhiều quá mà gặp trong nhà họ bị quýnh thiệt, không dắt dẹp. Rồi thì nói chung là tôi sẽ kết thúc clip này tại đây. Cảm ơn tất cả anh em xem clip của Tú nha. Nếu thấy thích thì tặng nút like, một đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ Tú nha anh em. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha.